Ok, các bạn có biết vì sao mà cái vụ ở ngoài Hà Nội á, một cái robot mà 7 tỷ tư ha, một robot 7 tỷ tư nó nâng thành 40 tỷ không, mà tại sao mình phải lên tiếng không? Em chưa nghe. Mới ngày hôm qua thôi, hôm qua bắt mấy người rồi, các bạn biết vì sao mà phải lên tiếng không? Hiểu không? Và nếu chúng ta là những người mà có hiểu biết thì chúng ta phải biết lên tiếng, tại vì đó là quyền lợi của mình. Nha. Một cái robot trị giá của nó nhập về cảng á là 7,4 tỷ. 7,4 tỷ. Nhưng mà đưa vô trong bệnh viện Bạch Mai để ăn chia. Ta thường là gì? Ở bệnh viện thì người ta thường thiếu cái máy này, thiếu cái máy kia. Và không phải lúc nào á các em. Không phải lúc nào cái kinh phí của nhà nước đều cũng có thể đủ để mà trang trải, trong khi là người bệnh người ta cần. Ha, thì người ta mới nghĩ đến cái việc là liên kết với một cái công ty nào đó bên ngoài, ha, công ty nào đó bên ngoài để làm sao để giúp là có cái máy đó cho bệnh viện để rồi điều trị nó tốt hơn. Họ lợi dụng cái chính sách đó và họ nâng cái giá lên là 39 tỷ cái máy đó. Nghe thì nó có vẻ chẳng có ảnh hưởng gì đến chúng ta, đúng không nha? Nghe thì không có gì, mấy đứa nó tham nhũng rồi nợ nó không có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Và đôi khi chúng ta gì, chúng ta nó kệ chuyện của ai đó, chúng ta cũng chẳng buồn lên tiếng. Nhưng mà thực tế nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến chúng ta. Nặng nề đến quốc dân đồng bào cần lao. Bác Hồ nói là quốc dân đồng bào cần lao, các bạn biết chữ cần lao không? Cần cù, lao là lao động á. Vì sao nó ảnh hưởng? Đây, nếu mà 7 tỷ tư này á, thì một ca điều trị á, có 4 triệu thôi. Chạy cái máy nó một ca điều trị 4 triệu thôi. Tính khấu hao máy chứ, máy phải có khấu hao chứ. À, rồi à, còn 39 tỷ thì một ca điều trị là 28 triệu. Rồi thế nó ảnh hưởng gì, ảnh hưởng gì? Nhà giàu á thì không nói làm gì hết á, nhà giàu cộng có bảo hiểm. Ý anh không nói là dân có bảo hiểm là giàu đâu nha. Thì sao chẳng có vấn đề gì hết đúng không? Chẳng có vấn đề gì hết cả. Còn nhà nghèo thì là khốn khổ người ta chưa? Khốn khổ người ta chưa? Tại vì thật ra trong 4 triệu này á, bảo hiểm y tế bình thường nó tí à. Nó trả cho mấy trăm ngàn à. Chứ không, nó không trả hết 4 triệu này. Rồi nhà nghèo. Rồi nếu 28 triệu nữa thì nhà nghèo. Chết nữa. Chết gấp 7 lần. Nghe. Chết nữa chứ không phải không. Nắm được vì sao chưa? Rồi. Chưa hết các em à. Chưa hết. Nó ảnh hưởng đến chuyện gì? Nó ảnh hưởng đến cái chuyện là bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm y tế, trong đó có bảo hiểm nhân thọ, trong đó có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, trong đó có bảo hiểm sức khỏe,
ảnh hưởng hết. Ảnh hưởng hết là gì? Tất cả những cái này nó dẫn đến cái chuyện là chúng ta cũng thấy rằng là cái số tiền bảo hiểm là nó có giới hạn. Nó có giới hạn thôi. Nó có thể là 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 630 triệu chúng ta, 1 tỷ, 2 tỷ như một vài công ty nữa. Đó, và với tất cả những cái như thế này nè, với tất cả những cái như thế này thì làm cho cái số tiền bảo hiểm này nó gì? Màu hết. Đúng không? Thì dựa trên hóa đơn 28 triệu thì chúng ta cũng phải trả thôi. Đúng không? 4 triệu thì nó lâu hết mà 28 triệu thì nó mau hết. Nó mau hết thì trẻ mà xài nó hết thì vài bữa làm sao? Dạ không có. Dạ không có nữa. Mà trong khi cái lúc nào mới cần? Lúc già mới cần. Lúc già mới cần, mà cần rất là nhiều. Thì chứ lúc đó chúng ta đã xài, họ đã hết rồi. Và những cái chuyện như thế nó gây ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Rất nhiều. Chứ không phải không. Ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm rất nhiều. Chưa kể nghe các em, chưa kể là khi mà cái số tiền bảo hiểm này nè nó mau hết thì nó dẫn đến một cái hệ quả nữa là do xài nhiều mà nó tăng phí, thế nó hao tổn cho xã hội khủng khiếp không? Thì trả nhiều quá thì buộc họ phải tăng phí, hoặc là đến lúc nào đó họ chịu không được thì họ sẽ gì? Ngưng. Có một số nước trước đây họ còn tính ngưng cả sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nữa kìa. Tại vì tốn nhiều quá, nhưng mà rồi cuối cùng họ tính toán lại với nhau cho họ bảo là thôi thà tăng phí. Chuyện gì rồi nó cũng sẽ tới thôi, tại vì răng á các em, ở một số quốc gia người ta không có bảo hiểm. Ở một số quốc gia người ta không bảo hiểm răng. Bảo hiểm cái gì thì bảo hiểm? Bảo hiểm điều trị nhổ cái răng. Ở Nhật Bản mà anh đọc cách đây 20 năm rồi, $1,000 nhổ cái răng thôi á. Răng bình thường ấy, chứ không phải là cái răng gì đâu. Đó, thì huống hồ gì bây giờ sau 20 năm. Đó, thì có những cái chuyện như vậy ha. Rồi, thì việc đầu tiên là nói vậy. Rồi, tắt video clip này giúp anh để anh nói tiếp cái video clip một cái tiếp theo nữa.